mừng ngày hôm nay có mặt ở đây vì bố của chị Hằng cũng là hội thủ chức khóa 11. Thành ra cứ mỗi lần mà đến những buổi tiệc như thế này thì chị Hằng thấy là các bác, các chú, các anh mặc những cái đồ rất là đẹp, và cũng giống như là mấy cô, mấy chị và mấy bác cũng có những cái tà áo dài thật đẹp, phải không quý vị? Nếu có, xin quý vị cho các bác, các chú và các anh chị một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và ngày hôm nay chúng ta xin được gửi đến quý vị bài hát Gõ Cửa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Kính chào tất cả quý vị.